So sánh Kia Rondo 2018 và Mitsubishi Xpander 2018, tân binh nghênh chiến. Với ưu thế đáp ứng được đa dạng nhu cầu sử dụng của khách hàng, đặc biệt phù hợp với mục đích phục vụ gia đình, nhờ lợi thế rộng rãi, dòng MPV 7 chỗ đang là sự lựa chọn được khá nhiều người cân nhắc đến. Trên thị trường ô tô Việt Nam hiện nay, góp mặt ở phân khúc này là 4 cái tên chính gồm Toyota Innova, Kia Rondo, Chevrolet Orlando và Suzuki Ertiga. Và trong tuần đầu tháng 8 vừa qua, thị trường ô tô Việt Nam vừa được chào đón thêm một tân binh góp mặt trong cuộc đua thị phần cạnh tranh ngày càng gắt gao ở phân khúc MPV 7 chỗ, đó là Mitsubishi Xpander. Trong bài so sánh hôm nay, chúng tôi sẽ so sánh nhanh cặp đôi một mới một cũ, đó là Kia Rondo 2018 và Mitsubishi Xpander 2018 với tiêu chí có mức giá bán không chênh lệch quá nhiều và cùng là xe 7 chỗ phục vụ nhu cầu của gia đình. Trên thị trường xe gia đình 7 chỗ, Kia Rondo 2018 từ lâu vẫn được biết đến là một mẫu xe sở hữu trang bị vượt trội cùng giá bán hấp dẫn. Trong khi đó, Mitsubishi Xpander 2018 lại là tân binh mới được ra mắt khách hàng với ưu thế về thiết kế mới mẻ, độc đáo. Dáng vẻ bên ngoài của Kia Rondo mang phong cách châu Âu với các số đo chiều dài tổng thể là 4.525mm, chiều rộng 1.805mm và chiều cao 1.610mm, với chiều dài trục cơ sở 2.750mm. cùng khoảng sáng gầm xe ở mức 151mm và xe có bán kính vòng quay tối thiểu 5,5m. Trong khi đó, Mitsubishi Xpander được thiết kế theo ngôn ngữ Dynamic Seal, thể thao, năng động cùng các kích thước với chiều dài tổng thể 4.475mm, chiều rộng 1.750mm và chiều cao 1.700mm và cùng chiều dài cơ sở ở mức 2.775mm. Xe có khoảng sáng gầm 205mm cùng khả năng quay đầu ở bán kính 5,2m. Qua thông số trên có thể thấy Xpander vừa có trục cơ sở dài hơn, đảm bảo không gian nội thất, khoảng cách giữa các hàng ghế sẽ thoáng hơn, nhưng lại có khả năng xoay sở ở những khúc cua hẹp hơn với bán kính quay vòng chỉ 5,2m, hay khả năng leo lề tốt hơn với khoảng sáng gầm lên đến 205mm. Nên xe sẽ hoạt động đa dụng hơn, vận hành tốt hơn trên những địa hình xấu. Xe Mitsubishi Xpander 2018 có thiết kế đầu xe được thiết kế tách bạch thành 3 tầng, nhưng thiết kế hài hòa với nhau trong một tổng thể chung. Tầng 1 là ca lăng giả ốp chrome nối liền mạch với đèn LED chiếu sáng ban ngày. Tầng 2 là phần lưới tản nhiệt tối màu nối liền với đèn trước. Một điểm phá cách ở đây là phần đèn trước được thiết kế dọc chứ không phải theo kiểu mở rộng sang ngang thường thấy ở nhiều mẫu xe khác. Đây cũng là thiết kế tương tự như kiểu hốc đèn sương mù của các mẫu xe Kia. Tầng thứ 3 của cản trước được sơn cùng màu với thân xe. Tuy không tạo nên được cảm giác mạnh mẽ nhưng vẫn rất ấn tượng khi được bọc nổi bật bên ngoài thân xe. Một điểm hơi hạn chế chỉ là đèn sương mù không được đặt riêng mà phải tích hợp vào hai bên cản trước. Nếu như Mitsubishi Xpander thiên về nét khỏe khoắn, hầm hố thì xe Rondo mới mang đến sự trẻ trung, gọn nhẹ và thể thao trong thiết kế. Trọng tâm xe được làm thấp dần về sau và lưới tản nhiệt hình mũi hổ là nét đặc trưng trong phong cách thiết kế của Kia. Đèn trước của xe được kéo dài về phía phần hông, tạo nên như một đôi mắt của những con thú hung dữ. Nhưng bù lại, phần đầu xe với thiết kế thanh lịch, bo tròn giúp xe giảm đi cảm giác hầm hố như đối thủ Xpander. Xét đến phần hông xe, Xpander vẫn mang những nét mạnh mẽ và cá tính với nhiều đường gân dập nổi sắc cạnh, phần nào tăng thêm tính khí động học như đúng tên gọi thiết kế Dynamic Seal. Góc chữ A được vuốt khá thấp tạo kiểu dáng thể thao. Phần đuôi xe được nâng lên khá cao tạo không gian rộng rãi cho hàng ghế thứ 3 phía trong khoang lái. Xe lăn bánh trên bộ mâm hợp kim 5 chấu kép 16 inch khá đẹp mắt.
Gương chiếu hậu cũng được tích hợp xi nhan báo rẽ. Các chi tiết như tay nắm cửa, viền kính cũng được mạ chrome giúp tăng tính thẩm mỹ của xe. Trên thân xe Kia Rondo khá hiền với ít các điểm nhấn. Xe có la răng 5 chấu kép đi cùng bộ lốp mỏng thể thao và đầm chắc. Gương chiếu hậu tích hợp chỉnh và gập điện cùng đèn LED xi nhan. Đuôi xe của Kia Rondo và Xpander 1.5 AT đều có đèn báo phanh trên cao dạng LED được bố trí hài hòa. Hai xe sở hữu phong cách thiết kế rất cá tính nhờ cụm đèn hậu sắc nét. Chiếc Xpander 1.5 AT có đèn hình chữ L cách điệu, còn Rondo là hình quả chám bầu tròn. Đồng điệu với phong cách trẻ trung ở thiết kế bên ngoài, Kia Rondo có phần cabin được thiết kế năng động và hiện đại. Tay lái 3 chấu tích hợp lẫy chuyển số và nút bấm điều khiển. Được bọc da có thể chỉnh 4 hướng, giúp tài xế dễ dàng hơn khi cầm lái. Mẫu xe MPV Rondo có màn hình cảm ứng 8 inch và dàn âm thanh 6 loa ấn tượng. Đi kèm với đó là đầu DVD kết nối Bluetooth, thoại rảnh tay, AUX, USB, iPod và cả định vị GPS. Hệ thống điều hòa tự động hai vùng lạnh và hệ thống lọc khí bằng ion là một điểm cộng lớn trong khoang nội thất của Kia Rondo 2018. Thêm vào đó là cửa sổ trời toàn cảnh panoramic tạo nên không gian thoáng đãng, thoải mái cho người dùng. Để cạnh tranh với mẫu MPV nhà Kia, Mitsubishi Xpander với chiều dài trục cơ sở nhỉnh hơn 25mm nên có không gian nội thất khá cao thoáng và rộng rãi. Nhưng ghế trên Xpander chỉ được bọc nỉ và ốp nhựa urethane. Vô lăng của xe cũng là dạng 3 chấu tương tự như ở Kia Rondo với khá nhiều nút bấm và khả năng chỉnh 4 hướng. Cụm đồng hồ trên xe gia đình Xpander được thiết kế theo dạng phẳng với hai vòng tròn đồng hồ và tích hợp màn hình hiển thị thông tin. Hệ thống ghế ngồi thể hiện sự khác biệt giữa hai mẫu xe 7 chỗ này. Nếu ở tất cả các phiên bản của Kia Rondo đều là ghế ngồi bọc da, thể hiện sự sang trọng tỉ mỉ trong từng chi tiết, cùng với thiết kế khá ôm người, thì Mitsubishi lại cung cấp cho người dùng chỉ có một lựa chọn duy nhất là bọc nỉ, có màu be trên mẫu Xpander 2018, nhưng được bố trí khá thoáng nên khi ngồi đủ 7 người thì không gian xe vẫn không bị cảm giác tù túng như trên một số mẫu MPV khác. Ở phiên bản cao cấp GATH của Rondo thì nhà sản xuất tích hợp trên từng ghế điều khiển cửa kính lên xuống một chạm và chức năng chống kẹt. Đồng thời các ghế còn có phần đệm đỡ bắp chân chỉnh điện và ghế lái tích hợp chỉnh điện tới 10 hướng. Còn ghế ngồi của mẫu MPV Xpander 2018 cũng rất tiện ích với hai hàng ghế sau có thể gấp lại linh hoạt. Thêm vào đó là tay nắm cửa mạ bạc, tựa tay hai bên tích hợp nút bấm cửa sổ chỉnh điện và những hốc tiện ích được phân bổ đều ở các ghế ngồi trên xe. Điểm trừ là ghế lái chỉ được trang bị chỉnh tay 6 hướng. Kia Rondo 2018 có hỗ trợ cả động cơ xăng và diesel. Động cơ diesel là loại dung tích 1.7 lít cho công suất 135 mã lực tại 4.000 vòng phút và mô men xoắn cực đại đạt 320 Nm tại giải vòng tua từ 1.750 đến 2.500 vòng phút. Động cơ xăng là loại 2.0 lít sản sinh công suất 150 mã lực tại 6.500 vòng phút và mô men xoắn cực đại đạt 194 Nm tại 4.800 vòng phút. Nếu diesel cho cảm giác lái mạnh mẽ, khỏe khoắn thì động cơ xăng mang đến sự êm ái khi vận hành. Còn với Mitsubishi Xpander 2018, trái tim của Xpander là động cơ xăng Mivec 1.5 lít cho ra công suất 104 mã lực tại 6.000 vòng phút và mô men xoắn cực đại 141 Nm tại 4.000 vòng phút. Xe có hộp số tự động 4 cấp cho bản cao cấp và hộp số sàn 5 cấp cho bản trang bị cơ bản. Với mức giá mới được công bố dành cho thị trường Việt Nam của Mitsubishi Xpander là 650 triệu cho bản số tự động 4 cấp và 550 triệu cho bản số sàn.
trong khi giá bán của Kia Rondo 2018 có giá từ 609 triệu đến 799 triệu đồng cho các phiên bản khác nhau. Xpander 2018 là một lựa chọn tốt để phục vụ nhu cầu sử dụng xe phục vụ gia đình hay thậm chí chạy dịch vụ. Với trường hợp khi khách hàng dự định mua xe mà ít quan tâm đến các trang bị phục vụ giải trí hay khả năng vận hành mạnh mẽ hay những cú vượt xe trên cao tốc. Hay nói cách khác, họ là đối tượng không quan tâm lắm về xe mà chỉ muốn mua một chiếc MPV 7 chỗ với ưu điểm rộng rãi và vận hành ổn định, bền bỉ. Thì Xpander 2018 là một sự lựa chọn khá đáng giá khi họ cân nhắc với Kia Rondo, khi Rondo có giá bán cao hơn khá nhiều.